Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, sáng nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cùng dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính dâng những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng loài người. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một trong những chiến sĩ lớp đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản Việt Nam. Cũng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan triển lãm hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, quận 1. Sáng nay tại buổi tới thăm, chúc mừng Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đàn và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi tới toàn thể chư vị giáo phẩm, các tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón một mùa Phật đàn an vui, thắm tình đạo vị. Đồng chí cho rằng giáo hội đã chấp hành rất nghiêm túc, tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch COVID-19, làm tốt công tác xã hội từ thiện, đồng thời mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận động Phật tử, người dân tham gia bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới đây an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải văn hóa của châu Âu mà có lẽ là nền văn hóa của tương lai. Từ năm 1923 ở thế kỷ trước, nhà thơ Xô Viết Osip Mandelstam đã viết như vậy về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Ở người hội tụ kết tinh trí tuệ và tư tưởng đạo đức, nhân cách và lối sống của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của người, sự nghiệp của người sống mãi với non sông đất nước và trong lòng mỗi người dân nước Việt. Với Thiếu tướng Mai Văn Cương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ngày 20 tháng 12 năm 1966 là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Ngày đó, ông cùng 24 phi công có thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ bầu trời miền Bắc được Bác Hồ mời đến phủ chủ tịch. Được trực tiếp gặp Bác Hồ, được Bác tức là tặng huy hiệu đầu tiên, khi đó là tôi bán chiếc máy bay. Ngày 8 tháng 10 năm 1966. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi, động viên, biểu dương và khen ngợi những chiến công của các phi công trẻ và căn dặn mọi người phải nỗ lực hơn nữa để có ngày toàn thắng, ắt về ta. Sau đó, thì Bác biểu dương các cháu đã dũng cảm bắn rơi máy bay Mỹ. Nhưng các cháu không được chủ quan. Mỗi trận đánh về là phải rút kinh nghiệm để trận này, trận sau này thì đánh tốt hơn trận này. Tấm huy hiệu cùng tình cảm, tấm lòng của người đã trở thành động lực mạnh mẽ khiến các phi công trẻ song sáo, dũng mãnh hơn trên bầu trời. Và sau ngày đáng nhớ đó, phi công Mai Văn Cương được Bác Hồ tặng thêm 7 chiếc huy hiệu nữa. Mỗi lần được nhận huy hiệu của Bác thì lại xây dựng cho bản thân mình một sức mạnh trong chiến đấu, không sợ hy sinh, gian khổ và luôn luôn là nhớ đến Bác. Đến hôm nay, 8 chiếc huy hiệu Bác trao được Thiếu tướng Mai Văn Cương đặt ở vị trí trang trọng nhất trong số những huân huy chương mà ông được nhận. Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, cũng từng được vinh dự nhận huy hiệu Bác Hồ và còn có thêm một vinh dự lớn lao khác nữa. Đó là hơn 40 năm trước, trong hành trang ông mang theo chuyến bay vào vũ trụ có 2 chiếc huy hiệu Bác Hồ. Nên là chúng tôi mang những cái
Thứ nhất là mang cái nắm đất của Ba Đình lịch sử. Thứ hai là mang về tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đã đọc ở mùng 2 tháng 9 ở quảng trường Ba Đình. Rồi mang theo di chúc của Bác Hồ, mang theo cờ Tổ quốc, ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh của đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí Thư. Và đặc biệt là mang theo hai cái huy hiệu của Bác. Và hàng chục năm qua, chiếc huy hiệu Bác Hồ luôn được đeo trang trọng trên ngực áo của người anh hùng. Đối với ông, đó mãi là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Vinh dự vô cùng. Và tôi nghĩ rằng là cái vinh dự cao quý bao nhiêu thì mình càng phải giữ gìn, mình càng phải cố gắng phấn đấu để học tập theo lời của Bác, là thực hiện trọn vẹn cái nhiệm vụ của mình với Tổ quốc, với đất nước. Tuy chưa một lần được gặp Bác và không có vinh dự to lớn như hai vị tướng kia, nhưng ông Bùi Xuân Phước ở thành phố Nha Trang vẫn dành tình cảm lớn lao trong sự yêu mến, cảm phục vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người cựu chiến binh này đã dành phần lớn cuộc đời và của cải mà ông tích góp được để tìm hiểu, sưu tầm các tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Năm 1997, ông đã quyết định bỏ tiền ra để xây dựng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mảnh đất rộng hơn 2.000 mét vuông của mình. Thì bây giờ về nghỉ hưu rồi, làm một cái chút gì đó để lại cho đời. Cho nên Bác mới bán cái nhà ở Nha Trang, mua đất đây, tổ chức lên một khu vườn, vẽ ý định như nội công ngoại quốc nói hồi nãy đó, để mình trưng bày. Từ đó đến nay, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ để nhiều người dân trong và ngoài tỉnh tìm đến để tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và cũng để tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác. Không những là người già nhưng mà các cháu học sinh, các cháu đến liên tục, thì đó là một tấm gương của anh Phước để giữ lại một cái bảo tàng để cho mọi người dân đến đây làm việc được cái công ơn của Bác. Đúng như lời nhạc sĩ Thuận Yến đã viết, Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Với non sông này, đất nước này, với dân tộc này, Bác Hồ luôn là một tình yêu bao la. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không hơn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Thưa quý vị, huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng là đảo xa bờ nhất trong Vịnh Bắc Bộ, được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử vào ngày 22 tháng 5, sớm trước một ngày so với toàn quốc. Hiện tại, Bạch Long Vĩ đã sẵn sàng để đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ, đúng luật, và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn thể nhân dân trên đảo. Huyện đảo Bạch Long Vĩ có khoảng 1.070 cử tri, 6 khu vực bỏ phiếu. Ngoài ra, huyện chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm quyền và nghĩa vụ bầu cử của khoảng 1.500 cử tri là ngư dân của các địa phương ven biển trong cả nước, thường xuyên lưu trú và khai thác thủy sản trên ngư trường Bạch Long Vĩ. Huyện đảo chủ động triển khai toàn diện, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự và y tế, làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ngành và cơ quan chức năng nhằm nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình dịch bệnh COVID-19 để sẵn sàng cho ngày bầu cử. Cũng theo quy định, Bạch Long Vĩ sẽ phải có báo cáo về công tác bầu cử của địa phương về Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng chậm nhất là 5 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2021. Là lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhưng đến nay mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các đơn vị Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã hoàn tất. Quân số của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang sẽ đi bầu tại 20 tổ bầu cử, trong đó có 3 tổ độc lập là Cơ quan Bộ Chỉ huy, Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Riêng đồn biên phòng Thổ Châu do địa bàn cách xa đất liền nên bỏ phiếu cùng với cơ sở vào ngày 21 tháng 5. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên là đơn vị biên phòng chịu trách nhiệm chính trong việc dàn quân lập chốt, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Hà Tiên, giáp với nước bạn Campuchia để phòng dịch COVID-19. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại tổ bầu cử này đã hoàn tất.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 22 tháng 5. Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đang được các đơn vị trong lực lượng biên phòng chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, góp phần cho cuộc bầu cử sớm diễn ra chặt chẽ, nhanh gọn và an toàn. Việc chuẩn bị tốt công tác bầu cử sớm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sẽ góp phần bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của các cử tri là cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Sau khi hoàn thành bầu cử sớm, lực lượng biên phòng sẽ chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trong dịp diễn ra Ngày hội Non sông Đất nước 23 tháng 5. Háo hức mong chờ đến ngày diễn ra bầu cử để tự tay mình cầm lá phiếu bầu chọn người đủ đức đủ tài, đại diện tiếng nói quyền lợi của người dân tham gia vào đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là cảm giác của những cử tri người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Kon Tum. Trên địa bàn xã Đắk Dục hiện có 412 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam, thì có 410 người được tham gia bầu cử. Để cho các hộ dân nhập tịch hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đã tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền đến với các hộ dân. Hiện đã chỉ đạo cho các cấp ủy cơ sở, chỉ đạo cho số tuyên truyền viên và lực lượng cán bộ của thôn đến từng các hộ gia đình này, để rồi tuyên truyền bằng cái tiếng địa phương cho bà con nhập tịch hiểu được về cái luật bầu cử cũng như cái quyền nghĩa vụ của công dân Việt Nam khi đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua cái việc tuyên truyền cụ thể chi tiết bằng cái hình ảnh giải thích thì bà con cũng đã hiểu và rất phấn khởi, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng cũng như là nô nức để chuẩn bị cho cái ngày bầu cử. Tại tỉnh Kon Tum, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông đã cơ bản hoàn thành. Những người con nước bạn Lào được nhập tịch Việt Nam cũng như người dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang háo hức mong chờ ngày diễn ra bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của nước Việt. Thưa quý vị, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý quy trình cách ly người nhập cảnh, nhanh chóng ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn và nguy cơ của dịch bệnh COVID-19 của các địa phương là những nội dung quan trọng được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thảo luận tại cuộc họp diễn ra vào chiều nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhận định, ngoài vấn đề tại tỉnh Bắc Giang, thì cần triển khai ngay các biện pháp cấp bách khác để sẵn sàng cho tình hình dịch trong thời gian sắp tới. Đó là cần tăng cường đôn đốc các tỉnh, thành phố, không được chủ quan, khi có dịch phải khoanh vùng ngay lập tức vì dịch đã có trong cộng đồng. Xa hơn, phải khẩn trương hoàn thiện quy trình quản lý, tiếp nhận người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trở về, theo tinh thần đổi mới và siết chặt kỷ cương. Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đã nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý quy trình này với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Đối với vấn đề người dân đi xét nghiệm tầm soát, Bộ Y tế cho biết việc xét nghiệm ở một thời điểm không thể khẳng định, sau đó kết quả không thay đổi. Và chúng tôi nhắc lại, hiện tại Bộ Y tế không có quan điểm như một số thông tin đồn đại như 5K cộng vaccine cộng xét nghiệm, mà tuyệt đối tuân thủ theo phương án Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo đã đề ra, tức là 5K cộng với vaccine. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh, mặc dù chúng ta đã nâng công suất xét nghiệm ở các ổ dịch, nhưng không nên hiểu sai, việc đã xét nghiệm là có thể khẳng định an toàn. Và xét nghiệm thì thực ra không phải là biện pháp để mà giữ cho cơ thể miễn với virus. Cho nên về căn bản là chúng ta phải có một cái chiến lược xét nghiệm sao cho mình tầm soát được trên diện rộng để dự báo trước, cùng với việc đuổi theo truy vết F1, F2. Có cái tầm soát đấy thì gọi là tầm soát trên diện rộng, nhưng mà chúng ta phải làm cách rất khoa học, làm sao cho cái số mẫu phải xét nghiệm ít nhất mà chúng ta đo đếm được. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế cùng các đơn vị khẩn trương ban hành các hướng dẫn khi đón người nhập cảnh vào Việt Nam theo đường hàng không, có thể thực hiện kết hợp các phương thức xét nghiệm đối với những người này. Nếu đã an toàn thì không cần thiết cách ly 21 ngày hay 14 ngày. Có thể cách ly một tuần rồi sau đó về nhà tự theo dõi. Điều này sẽ thuận lợi cho việc đưa bà con từ nước ngoài về, vẫn bảo đảm an toàn và giảm áp lực lên các khu cách ly cũng như tâm lý của bà con và chuyên gia nước ngoài.
Phó Thủ tướng yêu cầu trong một tuần nữa phải hoàn thiện hướng dẫn và tổ chức ngay việc xét nghiệm theo quy trình mới, quản lý theo quy trình mới. Bản tin tối ngày 19 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 111 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã được cách ly ngay, 109 ca mắc còn lại ghi nhận trong nước tại các khu vực đã phong tỏa cách ly, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm đến 99 ca. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 19 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 111 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 109 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, đều là các ca trong khu cách ly và khu vực được phong tỏa, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 4.690 ca. Số ca điều trị khỏi hiện là 2.687 ca, số ca tử vong là 37 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 121.010 người. Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã tổ chức họp báo thông tin về 2 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn được ghi nhận cùng ngày. Đó là những trường hợp đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình ghi nhận từ khi bùng phát đợt dịch thứ tư. Hai bệnh nhân ở Ninh Bình đều là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, đã được cách ly y tế ngay sau khi di chuyển từ khu cách ly tập trung tại Hà Nội về Ninh Bình trong chiều 18 tháng 5. Các bệnh nhân trước đó đã ở trong khu cách ly tập trung, tiếp tục được cách ly sau khi chuyển về Ninh Bình nên không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại khu cách ly y tế khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu thực hiện cách ly xã hội đối với các huyện Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam của tỉnh Bắc Giang. Qua thực tế, tại một số địa phương trong huyện Lục Nam cho thấy, hầu hết người dân đã nêu cao ý thức trong việc phòng chống dịch. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 518 về việc cách ly xã hội đối với các huyện Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Lục Nam đã nhanh chóng triển khai tới các cơ quan đơn vị địa phương. Thông báo đến toàn thể nhân dân để yêu cầu là ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết và thực hiện là khoảng cách khi tiếp xúc là trên 2 mét và không tụ tập đông người. Cái thứ hai là giao cho công an huyện và chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tiến hành lập các cái chốt để kiểm soát người, phương tiện ra vào trên địa bàn. Trên tinh thần đó, các địa phương đã tập trung triển khai tới nhân dân. Theo ghi nhận tại nhiều nơi, cơ bản người dân đã nghiêm túc chấp hành. Tất cả các hàng quán đều đóng cửa theo quy định, người dân đều ở trong nhà. Không chỉ phố huyện, người dân các xã cũng đều nêu cao ý thức phòng dịch, thực hiện nghiêm túc quy định cách ly xã hội. Tôi từ sáng giờ tôi đã đóng cửa, nhà mà tôi khoảng cách, nhưng mà ra đường thật yếu, muốn mua cái gì là chúng tôi là phải cần ra đường, chứ còn bình thường ra là chúng tôi không ra đóng cửa tại nhà. Huyện Lục Nam cũng đã lập chốt kiểm soát dịch bệnh toàn bộ các tuyến đường ra vào huyện. Các xã thị trấn trong huyện cũng đã thành lập 96 chốt kiểm soát dịch bệnh. Đến thời điểm này thì đối với trên địa bàn xã Thu Điện, chúng tôi đã thiết lập là 25 chốt để thực hiện theo đúng theo tinh thần của như là quyết định. Thế và chúng tôi đã cho lực lượng công an và dân quân tuần tra và kiểm soát. Thì qua kiểm tra thì cơ bản người dân trên địa bàn xã Thu Điện đều thực hiện đúng theo tinh thần quyết định của Ủy ban nhân tỉnh. Là nhà nào ở nhà đấy, thôn nào ở thôn đấy, xã nào ở xã đấy mà chỉ ra khỏi địa bàn khi có việc cần thiết, thế và phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền các cấp, tinh thần trách nhiệm của người dân sẽ giúp cho việc kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, ngăn ngừa dịch lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại huyện Mai Sơn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La đã tích cực vào cuộc, nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan rộng. Hiện bệnh nhân 4.367 đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng đã triển khai thần tốc truy vết được 23 trường hợp F1, 312 trường hợp F2 và 1.889 trường hợp F3. Hiện toàn tỉnh Sơn La có 37 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 499 cách ly tập trung, 1.747 cách ly tại nhà, còn lại là hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại cộng đồng.
Kết quả xét nghiệm 18 F1 và 166 F2 liên quan đến bệnh nhân 4.367 có kết quả âm tính lần 1. Tổ chức lấy mẫu 4.666 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với thành viên các tổ bầu cử, trong đó 1.884 mẫu âm tính và 2.782 mẫu chưa có kết quả. Ngoài ra, ngành y tế Sơn La phun khử trùng và tổ chức phong tỏa 3 lớp đối với 17 hộ dân tại khu vực bệnh nhân 4.367 sinh sống thuộc xóm Mỏ Đồng, bản Nà Bó, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn. Tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống COVID-19, triển khai phương án kế hoạch bầu cử cho cử tri đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch, đang cách ly và đang điều trị bệnh. Với đặc thù là địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp ở một số khu công nghiệp tại phía Bắc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các ngành chức năng, chủ các doanh nghiệp tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, số lượng người lao động từ các tỉnh thành khác đến Đồng Nai làm việc rất lớn. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các công ty doanh nghiệp, khu công nghiệp là rất cao. Do đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu lãnh đạo các công ty doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch, cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, thường xuyên kiểm tra giám sát các biện pháp phòng dịch tại nơi làm việc, chịu trách nhiệm toàn diện nếu để phát sinh dịch bệnh tại các công ty doanh nghiệp do lơ là chủ quan. Hàng tháng tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại công ty doanh nghiệp, thường xuyên cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có 11 khu cụm công nghiệp thu hút hàng nghìn lao động. Đây là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phát sinh dịch bệnh. Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đã và đang tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống để vừa bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, công nhân lao động, vừa bảo đảm sản xuất an toàn hiệu quả tại các khu cụm công nghiệp. Cùng với biện pháp phòng chống dịch, các doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục thực hiện tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kép, tỉnh Quảng Nam cần xây dựng kịch bản ứng phó với mọi tình huống nhằm vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất an toàn hiệu quả. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu các sở ban ngành và huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa các trường hợp chuyên gia nước ngoài và thân nhân xin phép nhập cảnh và làm việc tại địa bàn Quảng Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các công ty doanh nghiệp lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin phép nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài, thân nhân và làm việc tại tỉnh và nghiêm túc thực hiện các quy định về thời gian cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an thường xuyên kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép lao động đối với các lao động người nước ngoài để ngăn chặn xử lý việc lập hồ sơ giả nhập cảnh trái phép không đúng đối tượng. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, các lực lượng chức năng vừa khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng thông ở thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. Tiếp nhận thông tin, huyện Duy Xuyên đã huy động các chiến sĩ bộ đội công an, quân dân tự vệ, khẩn trương đến hiện trường để dập lửa. Đến khuya cùng ngày, vụ cháy bước đầu đã được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 4 giờ sáng ngày 19 tháng 5, thời tiết hanh khô kèm theo gió lớn đã làm cho ngọn lửa bùng phát trở lại. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng đã đến khu rừng để đo đạc kiểm tra diện tích rừng bị cháy, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Hiện nay tại Bình Định đã phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, đồng thời yêu cầu các hạt kiểm lâm, các ban quản lý bảo vệ rừng, chính quyền địa phương cùng các hộ dân khẩn trương triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, nghiêm cấm người dân đốt thực bì trong thời điểm nắng nóng kéo dài hiện nay. Các ban quản lý bảo vệ rừng bố trí lực lượng 24/24 giờ để canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Tại Bình Định hiện đang diễn ra đợt nắng nóng với nền nhiệt độ cao từ 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm tương đối thấp từ 45%-60%. Ngày 19 tháng 5, Công an tỉnh Hòa Bình vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ trên 300kg thuốc nổ. Tối ngày 18 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Yên Thủy bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phượng sinh năm 1964, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đang vận chuyển 50kg vật liệu nổ trên địa bàn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đối tượng khai nhận đang mang số thuốc nổ trên để đến giao hàng cho Bùi Văn Quyền sinh năm 1969, trú tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy. Qua đấu tranh, Bùi Văn Quyền khai nhận đã đặt mua Phượng số thuốc nổ trên để sử dụng khai thác đá.
Tại nhà của Phượng, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 118 thỏi chất nổ và một bao tải thuốc nổ, trọng lượng thu giữ 261 kg thuốc nổ. Tổng trọng lượng thuốc nổ cơ quan công an thu giữ từ hai đối tượng là 311 kg. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tại quốc lộ 217 thuộc địa phận thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa để tiêu thụ. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Ngọc Toàn, Trịnh Văn Huy, Phạm Trung Kiên và Trần Văn Trung đều là người Thanh Hóa. Lực lượng công an đã thu giữ 10 kg ma túy đá, 7 điện thoại di động, 1 xe ô tô taxi, 600 triệu tiền mặt và 1 khẩu súng quân dụng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ thêm 1 túi ma túy dạng kẹo, 5 túi ma túy đá, 200 viên thuốc lắc, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng quân dụng và 50 viên đạn, cùng loại nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng. Từ ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, 6 đối tượng trên đã tổ chức đưa 90 lượt với 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua tỉnh Lào Cai. Trong đó Giàng Mỹ là đối tượng cầm đầu phía Việt Nam và Vũ Minh Toàn là đối tượng cầm đầu phía bên Trung Quốc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức quốc tế có trong bản tin GMT Cộng 7 qua phần trình bày của biên tập viên Anh Thư. Xin mời chị Anh Thư. Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Hương. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin GMT Cộng 7. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay. Hạ viện Nga thông qua đạo luật rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. Biến thể tại Ấn Độ lây truyền với tốc độ chậm hơn lo ngại ban đầu. Covid-19 đẩy mạnh thương mại điện tử ở vùng nông thôn của Trung Quốc. Hôm nay, Duma Quốc gia Hạ viện Nga đã nhất trí thông qua đạo luật rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở. Lý do được Moscow đưa ra là thiếu tiến bộ trong việc duy trì Hiệp ước sau khi Mỹ rút khỏi khuôn khổ này. Dự luật rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở được Tổng thống Vladimir Putin trình Duma Quốc gia hôm 11 tháng 5 vừa qua, nêu rõ Hiệp ước Bầu Trời Mở củng cố đáng kể lòng tin trong lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước này đã làm lung lay cán cân lợi ích quốc gia của các nước tham gia, đe dọa lợi ích an ninh quốc gia của Liên bang Nga. Hiệp ước Bầu Trời Mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước. Tuy nhiên, cả Moscow và Washington thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Tháng 5 năm 2020, Mỹ đã khởi động tiến trình rút khỏi Hiệp ước và tiến trình này đã hoàn tất vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Thay vì thời hạn 27 tháng 5, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ gia hạn đến 9:30 ngày 11 tháng 6 cho các nhà đầu tư để mua hoặc bán các cổ phiếu của những công ty mà Washington cho là có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters của Anh, quyết định gia hạn thêm 2 tuần này sẽ cho phép chính quyền Mỹ cân nhắc hàng loạt khía cạnh trong chính sách đối với Trung Quốc, trong đó có sắc lệnh được ban hành dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cấm đầu tư vào một số công ty Trung Quốc mà phía Mỹ cho là có liên hệ với các lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo Trung Quốc. Tính đến nay, ít nhất 8 công ty bị liệt vào danh sách đen của Bộ Quốc phòng Mỹ với cáo buộc có liên quan tới quân đội Trung Quốc. Các nhà đầu tư Mỹ buộc phải thoái vốn khỏi các công ty có tên trong danh sách này trước ngày 11 tháng 11 năm nay. Hôm nay, Malaysia ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, trong khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng của Campuchia vẫn tiếp tục ở mức cao, mức 3 con số. Tình hình lây nhiễm COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á vẫn được đánh giá ở mức khá cao.
Bộ Y tế Campuchia ra thông báo xác nhận có 393 ca mắc mới COVID-19 ở nước này, gồm 392 ca lây nhiễm cộng đồng và 1 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc tại Campuchia từ đầu mùa dịch đến nay vượt ngưỡng 23.000 người. Malaysia hôm nay cũng thông báo ghi nhận 6.075 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Giới chức Bộ Y tế Malaysia cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe đã chạy hết công suất và cần phải phong tỏa toàn diện để khống chế dịch bệnh. Hiện nay, Malaysia đang thực hiện lệnh hạn chế dịch chuyển lần thứ 3 kể từ khi đại dịch bùng phát. Đợt hạn chế này bắt đầu từ ngày 12 tháng 5 và dự kiến kéo dài tới ngày 7 tháng 6. Tại Philippines, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 4.700 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.159.071 ca. Chuyên gia thuộc nhóm cố vấn khoa học về các tình trạng khẩn cấp của chính phủ Anh hôm nay nhận định, tốc độ lây lan của biến thể B.1.6.1.7.2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ có thể chậm hơn lo ngại ban đầu, song các vaccine ngừa COVID-19 có thể kém hiệu quả hơn với biến thể này. Chuyên gia cho biết tốc độ lây lan ban đầu của biến thể này diễn ra trong số những người đã đi du lịch và sống ở các gia đình nhiều thế hệ hoặc ở các khu vực nghèo, và tốc độ lây lan có thể không giống nhau trong các điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh biến thể này hoàn toàn có thể lây lan dễ dàng hơn giữa những người đã được tiêm vaccine. Tất cả đều sẽ cần thời gian để kiểm chứng thêm. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nếu tốc độ lây lan của B.1.6.1.7.2 so với biến thể Ken hiện đang phổ biến ở Anh không nhiều hơn đáng kể, thì việc dỡ bỏ phong tỏa tại vùng England sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng nếu nhanh hơn nhiều, thì ông sẽ buộc phải xem xét lại. Trên 80% người dân Bắc Kinh, Trung Quốc từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên, trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng ở quốc gia này đã triển khai được ít nhất là 400 triệu liều. Bắc Kinh đã đến rất gần cột mốc trở thành thành phố tại Trung Quốc đầu tiên đạt miễn dịch cộng đồng. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ ngày 1 tháng 1. Trong 16 quận ở đây, 11 quận đã đạt mức tiêm ngừa cho ít nhất 80% dân số. Tỷ lệ tiêm chủng của nhân viên làm việc trong những ngành như y tế, chuyển phát nhanh, du lịch, khách sạn và các dịch vụ khác cũng đã vượt mức 90% ở Bắc Kinh. Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng quốc gia với trung bình hơn 10 triệu liều vaccine được tiêm mỗi ngày. Con số hàng ngày đã tăng lên, đặc biệt là sau khi phát hiện một trường hợp mắc mới ở tỉnh An Huy vào ngày 13 tháng 5, khiến nhiều người nhận ra tầm quan trọng của vaccine trong việc phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. Chủ tịch Hiệp hội Vaccine Trung Quốc chia sẻ với Global Times rằng với tốc độ hiện tại, Trung Quốc đại lục sẽ đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 6 năm 2022, theo đúng kế hoạch. Thưa quý vị, bong bóng thương mại điện tử ở các vùng nông thôn tại Trung Quốc đã xuất hiện cách đây vài năm khi chính quyền Bắc Kinh xác định việc thúc đẩy thương mại điện tử ở nông thôn là một trong những chiến lược giúp giảm đói nghèo. Nhiều nông dân đã nhanh chóng đổi đời nhờ thương mại điện tử, song bong bóng này cũng nhanh chóng xì hơi. Nông dân và cả những công ty công nghệ lớn như là Alibaba hay JD nhận thấy rằng thị trường kinh doanh trực tuyến ở vùng nông thôn chưa bao giờ là miếng bánh dễ xơi. Tuy nhiên, COVID-19 xuất hiện và lại một lần nữa, thương mại điện tử ở những miền thôn quê của Trung Quốc được thúc đẩy. Làm thế nào để bán được hàng lên Taobao? Các bác phải khiến hàng hóa của mình trở nên bắt mắt. Hàng không thể na ná nhau, phải đẹp, phải đứng ở vị trí tốt. Đây là một lớp học bán hàng qua các sàn thương mại điện tử ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Người trẻ, tiểu thương, nông dân đều có mặt trong lớp học này. Họ đang học làm giàu trên các nền tảng thương mại điện tử. Trong lớp học này, chúng tôi dạy các kỹ năng cơ bản nhất, từ cách sử dụng Internet đến cách mở cửa hàng, làm thế nào để người nông dân tự quảng cáo sản phẩm của mình, chụp ảnh. Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc của bất kỳ học viên nào đều có thể được giảng viên trong lớp học giải đáp kỹ lưỡng. Tôi là một nông dân, tôi muốn hỏi các yêu cầu cơ bản để bán sản phẩm trên mạng là gì? Bác cần biết sử dụng máy tính và tìm ra một sản phẩm phù hợp để bán. Sau khi tham gia lớp học, tôi cảm thấy mình hiểu ra và có thêm nhiều kiến thức về thương mại điện tử. Giờ đây, tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn để bán hàng qua mạng rồi. Những lớp học như thế này đang xuất hiện như nấm sau mưa ở mọi vùng quê Trung Quốc.
Có những người lần đầu tiên được tiếp xúc với máy tính, có những người thậm chí chưa hề có khái niệm về thương mại điện tử, nhưng sau một thời gian được trang bị kiến thức cơ bản, họ đã có thể lập được gian hàng ảo của mình. Thậm chí, đã có những ngôi sao bán hàng nông sản qua mạng bỗng vụt sáng. Ông Zhang Haihui, một nông dân bán cam sinh sống ở làng Zhang Jihe, tỉnh Hồ Nam, là một trong số đó. Nhờ phát trực tuyến qua Taobao, ông Zhang Haihui không những chiếm được cảm tình của người tiêu dùng bởi lối nói chuyện hấp dẫn, mà còn được thần tượng bởi nhiều người dân trong làng. Hãy nhìn này các bạn, quả cam này thật là mọng nước. Tôi sẽ ăn thử, rất ngon đấy. Ngoài các lớp học, nhiều tập đoàn thương mại điện tử cũng đã tạo ra những mô hình giúp nông dân thúc đẩy tiêu thụ nông sản qua mạng, điển hình như dự án làng Taobao, những ngôi làng chỉ cụm người bán hàng trực tuyến ở nông thôn Trung Quốc. Hiện, mô hình làng Taobao của chúng tôi đã vượt con số 4.000 làng, trong đó các khu vực trọng điểm chiếm tới hơn một nửa. Riêng tỉnh Chiết Giang có tới hơn 1.500 làng, doanh thu hơn 30 tỷ đồng mỗi năm, tới từ hoạt động giao dịch trên thương mại điện tử. Không chỉ các doanh nghiệp, chính phủ Trung Quốc cũng chi hàng tỷ nhân dân tệ để xây dựng cơ sở hạ tầng Internet và phát triển mạng lưới logistics. 50% các vùng nông thôn sẽ được tiếp cận với Internet đang là mục tiêu của Trung Quốc trong tương lai gần. Trước đây, khi mạng Internet còn yếu, việc kinh doanh qua mạng của tôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây rất thuận lợi do mạng chạy rất nhanh. Vì thế, doanh thu bán gạo của gia đình tôi tăng đáng kể. Thương mại điện tử hóa nông thôn là một chiến lược quốc gia được triển khai từ năm 2016. Chiến lược này đã đem lại nhiều kết quả đáng kinh ngạc. 270 tỷ đô la Mỹ là doanh số nông sản bán được qua hình thức trực tuyến trong năm ngoái, chiếm 15% tổng doanh số bán hàng trực tuyến ở Trung Quốc. Phát triển thương mại điện tử ở vùng nông thôn vẫn là một trụ cột trong kế hoạch 5 năm, từ năm 2021 đến năm 2025, về phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia 1,3 tỷ dân. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.